Nửa đêm khi tôi định kết nối Wi-Fi để đánh ván game, đột nhiên trên màn hình hiện một cái Wi-Fi tên là Muốn Xiên. Cả nhà 801, tôi đơ người một lúc, vì số nhà tôi chính là nhà số 801. 3 giờ sáng, tôi vừa chuẩn bị mở lên quân ra, định quất vài ván. Đột nhiên phát hiện Wi-Fi bị ngắt kết nối. Khi tôi cố gắng loát lại Wi-Fi, một cái tên Wi-Fi đập vào mắt tôi. Muốn Xiên cả nhà 801, tôi sửng sốt. Bởi vì số nhà của tôi là 801. Một cảm giác bất an khó tả bao quanh tôi. Người này là ai? Có bị điên không? Khu này chỉ có một cái chung cư, cho nên tôi rất chắc chắn 801 này chính là nhà tôi. Tôi đã thử kết nối vào Wi-Fi này, nhưng đột nhiên tên của Wi-Fi này lại thay đổi, biến thành bị phát hiện rồi. Một cảm giác lạnh lẽo từ phía sau lưng tôi. Sao người này biết tôi đã nhìn thấy? Giống như có một đôi mắt vô hình đang theo dõi tôi. Wi-Fi này tín hiệu rất mạnh, chắc chắn là ở trong tòa này. Bố mẹ tôi đã ngủ từ sớm rồi. Tự dưng tôi mất cả hứng chơi game, cả người đều cảm thấy ớn lạnh. Chắc cả này đang chơi khăm mình. Tôi từng lướt mấy bài viết nói về cái này, đúng là có người chơi khăm. Tôi đã chửi tên bệnh hoạn này mấy câu, chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ. Nhưng đột nhiên tôi nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài. Tiếng đập cửa này hơi lạ, mỗi tiếng đều kéo dài, rất mạnh, và mỗi tiếng đập cách nhau rất đều, giống như có ai đó cố ý thiết lập như vậy. Nửa đêm rồi, là ai? Tôi đâu có đặt đồ. Tôi nhắn tin hỏi bạn trai, anh ấy cũng không đặt cho tôi. Tôi hơi sợ, cảm thấy có gì đó không ổn. Đầu tiên là nhìn thấy cái tên Wi-Fi đáng sợ đó, giờ lại có người đập cửa, tôi chắc chắn sẽ không mở cửa. Tôi từ từ đi ra phòng khách. Phòng khách rất tối, đèn không bật, nhưng trước cửa nhà tôi có camera. Tôi xem hình ảnh trong camera, có một người đứng ngoài cửa, nhưng người này quá cao, vượt phạm vi quay của camera, không thể nhìn thấy đầu hắn, chỉ có thể nhìn thấy thân hình cao lớn. Tiếng đập cửa cứ liên tục. Đột nhiên toàn thân tôi nổi da gà. Sao tiếng gõ cửa này nghe kỳ lạ thế? Là bởi vì hắn căn bản không dùng tay gõ cửa, mà là đập đầu vào cửa. Đầu tôi lập tức xuất hiện một hình ảnh, có một người đàn ông gần 2 mét đứng bên ngoài. Tên đó liên tục dùng đầu đập vào cửa. Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Cảnh sát nói với tôi họ sẽ cử người đến đây ngay lập tức, bảo tôi không được mở cửa. Tất nhiên tôi sẽ không mở cửa. Tôi đâu có ngốc. Tôi quan sát camera, tin đập thình thịch. Tên này đã đập cửa được 10 phút rồi. Tôi nín thở không dám phát ra âm thanh nào. Chắc hắn thấy bên trong không động tĩnh, cuối cùng cũng ngừng đập cửa. Tôi thấy hắn ta quay người chuẩn bị rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện cảm giác ớn lạnh phía sau lưng. Rồi giọng mẹ tôi vang lên từ sau lưng. Giọng bà ấy rất to, con nhà đầu này. Nửa đêm không chịu đi ngủ lại gọi đồ ăn à. Mẹ đã đi ngủ rồi, lại bị tiếng đập cửa làm thức giấc. Mẹ tôi mặc bộ đồ ngủ và phàn nàn làm tôi giật cả mình. Cũng chính lúc này, tôi thấy hình ảnh trên camera, người kia lập tức quay người lại. Hắn ta từ từ cúi đầu xuống nhìn thẳng vào camera. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy mặt của hắn. Cả khuôn mặt của hắn ta đều được băng bó. Miếng băng đã thấm đầy vết máu, chỉ để lộ một đôi mắt đỏ ngầu. Đôi mắt hắn mở to, như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt, nhìn chằm chằm vào chúng tôi qua camera. Và tên của cái Wi-Fi đó lại biến thành ta biết ngươi ở sau cánh cửa. Tôi dựng cả tóc cái, tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Mẹ tôi lúc này cũng nhìn thấy kẻ kỳ lạ kia, mới nhận ra có gì đó không ổn. Mặt mẹ tôi trắng bệch và hạ giọng hỏi tôi đó là ai vậy? Sao nhìn đáng sợ thế? Con không biết, nhưng có gì đó không ổn. Con báo cảnh sát rồi, nãy hắn định đi rồi. Nếu không phải mẹ ra đây phàn nàn, tôi sợ hãi nói. Lúc này bố tôi cũng nghe thấy tiếng động. Khi ông nhìn thấy người bên ngoài, mặt ông cũng biến sắc. Yên tâm, miễn chúng ta không mở cửa, hắn chắc chắn không vào được. Tôi cố gắng bình tĩnh nói. Tên quái nhân đó đứng trước cửa chúng ta cả buổi, quay sang bên cạnh bước đi. Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh. Ngay sau tiếng mở cửa đó, mẹ tôi chợt nhớ ra, con nói xem đây có phải là nhà bên. Mẹ nghe quản lý nói, nhà bên có một đôi yêu nhau mới chuyển đến, con chưa nhìn thấy mặt lần nào. Người ta đã có chìa khóa rồi, chắc chắn là nhà bên. Thanh niên bây giờ, không phải ai cũng thích làm mấy trò hóa trang sao? Nghe như vậy tôi cảm thấy mẹ tôi nói cũng có lý. Vậy còn Wi-Fi, chắc chỉ là có người hú tôi thôi. Đúng là hôm qua nhà bên cạnh có một gia đình mới chuyển đến, nhưng chỉ thấy bên ngoài đặt một tấm thảm. Người còn chưa thấy, có thể là người nhà bên uống say, tìm nhầm nhà rồi cũng nên. Nghĩ như vậy tôi yên tâm hơn một chút. Tôi đợi một lúc nhưng luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Sao lâu quá rồi vẫn không nghe thấy tiếng đóng cửa? Có người về nhà đêm khuya không đóng cửa sao? Càng nghĩ, tôi càng hoang mang. Tôi nói chuyện này với bố mẹ, họ cũng cảm thấy lạ. Vì vậy, tôi vào nhóm chung cư, thử thêm vào vài người bạn thân nhà bên. Trong nhóm chat, quả nhiên có một thành viên của nhà 802. Hình đại diện là một nhân vật anime nữ, nhìn là biết một người trẻ tuổi. Tôi đã thử thêm vào nhóm, ngay lập tức, lời mời vào nhóm được chấp nhận. 802, xin hỏi có chuyện gì không? Tôi nhanh chóng trả lời. Vừa nãy có phải là bạn trai của cô không? Cứ đập cửa nhà chúng tôi,
Rất xin lỗi. Hôm nay là ngày hội hóa trang ở công ty. Anh ấy đã hóa trang thành người bị băng bó. Không làm cô sợ chứ? Anh ấy nôn ngoài cửa. Tôi không kịp đi đóng cửa. 802 giải thích xong, tôi thở dài một hơi. Thì ra là vậy. Vậy là mọi chuyện rõ rồi. Thì ra vừa rồi là người ta nôn. Chắc là đang bận dọn dẹp rồi, mới không kịp đóng cửa. Tôi trả lời, không sao, thật sự là đã bị dạ. Nhưng không sao rồi, tôi vừa gửi xong thì nghe thấy tiếng nhà bên đóng cửa. Nhưng nghe có vẻ hơi lạ khi cánh cửa không đóng hoàn toàn. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng két, chứ không nghe tiếng khóa cửa. Cứ như vậy, tiếng két két cứ kêu liên tục. Giống như có người muốn đóng cửa, nhưng có một cái gì đó chặn lại. Suýt bị dọa bởi suy nghĩ của mình. Nhưng nghĩ đến đêm nay là ngày bão, mưa bão sấm sét, lỡ chỉ là tiếng gió thôi thì sao? 802 chưa kịp đóng cửa, tôi không dám nghĩ nữa. Càng nghĩ càng thấy sợ. Nhưng ngay lúc này, một tiếng hét chói tai vang đến tận bầu trời đêm. Là tiếng của nhà bên. Thật trùng hợp, một tiếng sấm ngang qua cửa sổ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Bố mẹ nhìn nhau, sắc mặt tái mét. Tay run run nhắn tin cho 802 có chuyện gì vậy? Vừa rồi là cô kêu lên sao? Xin hỏi cô có cần giúp đỡ không? Đã khoảng một phút, 802 mới trả lời. Nhà cô có hộp sơ cứu không? Bạn trai tôi lúc đóng cửa không cẩn thận bị kẹp tay. Cô ta gửi một tấm ảnh. Trong ảnh là một bàn tay với móng tay bị bầm tím. Móng tay của ngón tay cái bị lìa ra khỏi thịt của ngón tay. Nhìn máu me rất kinh hãi. Chắc phải đau lắm. Thảo nào tiếng hét vừa rồi lớn như vậy. Nhà họ vừa chuyển đến, không kịp chuẩn bị đồ cấp cứu cũng bình thường. Mẹ tôi là y tá ở phòng khám cộng đồng. Ở nhà có rất nhiều đồ dùng y tế. Mẹ tôi nhìn vào vết thương, ngay lập tức nói, vết thương như thế này phải xử lý gấp. Là một y tá, phản ứng đầu tiên là mở cửa, đi đến nhà bên giúp xử lý vết thương. Tôi nhanh chóng ngăn bà ấy lại, nói bà ấy không được đi. Mẹ tôi nhìn tôi một cách khó hiểu. Mẹ phải đi giúp nhà bên xử lý vết thương trước. Tôi xem hình ảnh camera quay ở ngoài cửa, trong lòng đột nhiên nhảy lên một chút. Hình ảnh trong camera tối đen, nhưng nếu như phòng bên cạnh mở cửa và bật đèn thì ở hành lang sẽ có ánh sáng. Nhưng bây giờ bên ngoài cửa tối mù, rõ ràng là nhà bên không bật đèn. Đêm nay giông bão, không có trăng, nhà bên cạnh nếu như không bật đèn thì làm sao xử lý bãi nôn? Tôi nói điều này với bố mẹ. Mẹ tôi mới cảm thấy không hợp lý. Mặt bà tái lại. Cũng may vừa rồi không đi ra. Đột nhiên bên ngoài lại có tiếng đập cửa. Hình ảnh trên camera là khuôn mặt của một cô gái trẻ. Mặt cô ấy rất gầy, đôi mắt to. Do ánh sáng yếu, nhìn có vẻ hơi đáng sợ. Ai đó ở trong, làm ơn giúp tôi với. Bạn trai tôi đang đau lắm, tôi đã gọi cấp cứu rồi. Phải một lúc nữa họ mới đến. Mẹ tôi là một người hay thương người. Con nhìn cô ấy lo lắng chưa kìa, không còn biết gì nữa. Bà ấy đưa tay ra mở cửa. Bố tôi và tôi nhanh chóng ngăn bà ấy lại. Cô gái nhìn tội nghiệp như vậy, chúng ta giúp được gì thì giúp. Mẹ tôi nhỏ giọng tội nghiệp nói, tôi chỉ vào camera, mẹ xem, có gì đó không ổn. Bởi vì camera quay lúc trời tối, nên nó sẽ bật chế độ quay ban đêm. Dưới sàn ở bên cạnh cô ta xuất hiện cái bóng, giống như đang bò ở dưới sàn vậy. Bóng người bất động. Bố tôi nói nhỏ, có khi nào là người đàn ông vừa nãy đau quá nên ngất đi không? Nhưng lúc này mẹ tôi lại lý trí trở lại. Bà ấy mặt tái mét lắc đầu, tay bị kẹp cửa mặc dù rất đau, nhưng vẫn chưa đến mức làm cho người ta hôn mê ngay lập tức. Cô gái không thấy chúng tôi mở cửa, tiếng đập cửa ngày càng lớn, mắt cũng mở to hơn. Mắt cô ta nhìn thẳng camera trước cửa, như muốn xuyên qua camera vào trong nhà chúng tôi. Cô ta trợn mắt, đôi mắt như muốn trồi ra ngoài. Sao vẫn chưa mở cửa? Tôi thực sự cần sự giúp đỡ của các bạn. Chúng tôi không thể mở. Ngay sau đó, cô gái biến mất khỏi camera giám sát, giống như có thứ gì đó cạnh cô ta. Vội vàng kéo cô ta đi. Bên ngoài có tiếng như ai đó đang kéo gì đó, và nghe tiếng cọ sát sột soạt. Ngay sau đó tôi nghe được một tiếng sầm. Sau khi cửa đóng lại, không còn nghe tiếng gì nữa. Hành lang lại yên tĩnh trở lại. Tôi rất bất an, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể đợi cảnh sát đến, chứ không biết làm sao. Không ngờ 804 lại thêm tôi vào nhóm. Tầng này chỉ có 3 hộ gia đình. 803 đang sửa không có ai ở. 804 hỏi tôi có nghe thấy âm thanh gì không. Chủ nhà 804 là một huấn luyện viên Sander. Tôi thường gọi anh là anh Trần. Mặc dù chưa từng kết bạn ủy trách, nhưng bình thường gặp đều chào hỏi một tiếng. Anh Trần sống rất tình cảm. Tôi thấy anh ấy nuôi vài con chó hoang. Tôi trả lời anh Trần bảo anh đừng ra ngoài. 802 không bình thường lắm. Nhưng anh Trần nghe vậy lại càng muốn ra ngoài xem thử. Tôi đã gửi 3 dấu hỏi chấm. Hành lang có tiếng mở cửa. Chắc là nhà 804 mở cửa rồi. Tôi lo muốn chết. Anh Trần này sao không nghe lời khuyên vậy? Tiếng bước chân dần đến gần, cuối cùng dừng lại nhà bên. Cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên. Anh Trần thế mà gõ cửa thật, tôi lo lắng chết mất. Anh gõ cả buổi mà nhà bên không mở cửa. Tôi thật muốn xông ra ngoài và kéo anh Trần đi, nhưng anh Trần cứng đầu như một con lừa, thử xoay tay nắm cửa. Tôi nghe thấy tiếng anh ấy thì thầm bên ngoài. Cửa không khóa chắc à? Anh Trần thế mà còn dám mở cửa. Chán tôi đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Rất lo lắng cho anh Trần. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, anh
Phong Trần là huấn luyện viên Sander, người mặc dù không cao lắm nhưng cơ thể khỏe như trâu. Nếu có trận đấu với tù nhân, anh Trần còn chấp hết được. Nghĩ như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cũng không biết anh Trần lớn mật hay thế nào, lại còn gọi video cho tôi. Tôi do dự vài giây nhưng vẫn trả lời. Video đang hướng về phía cửa 802. Cửa mở hờ, rộng tầm hai ngón tay. Bên trong rất tối, làm cho người ta có cảm giác bất an. Anh Trần đưa tay ra kéo cửa. Kéo được 1/3 cửa thì không mở được nữa. Tiếng anh Trần thắc mắc vang lên. Có gì đằng sau cánh cửa này sao? Trong nháy mắt, tôi toát mồ hôi lạnh. Có vẻ như ai đó đang đứng sau cánh cửa. Thấy như vậy, tôi đến thở cũng không dám thở. Tôi mở miệng muốn nhắc nhở anh Trần. Anh Trần lại thử đẩy cửa mấy lần, vẫn không đẩy được. Anh Trần, sau cửa có ai không? Khi tôi định nói, anh Trần đã đẩy được cửa ra. Ban nãy còn không đẩy được, sao bây giờ lại đẩy được rồi? Trần ca thì thầm. Mặt tôi tái mét. Ban nãy chắc chắn có người ở phía sau cửa. Bây giờ người đó đã lặng lẽ rời đi trong bóng tối. Anh Trần đừng vào nữa. Vừa rồi có người đứng sau cửa, hạ giọng run rẩy nói. Nhưng anh Trần hình như không nghe thấy. Tôi mới nhận ra anh ấy không bật tiếng. Cửa được mở ra, tôi cũng nhìn thấy bên trong nhà 802. Không bật đèn, trong nhà tối um. Bằng ánh sáng của điện thoại, có thể mơ hồ thấy đường viền của đồ nội thất. 802 của Nhiên là hôm qua mới chuyển đến. Trong phòng khách, có rất nhiều thùng cắt tông chưa dọn dẹp xong. Mơ hồ, tôi nhìn thấy bóng người trên ghế sofa trong phòng khách. Hình như trong bóng tối có một người cúi đầu, ngồi đó bất động. Tôi sợ quá, anh Trần hẳn là cũng nhìn thấy rồi. Đầu bên kia rung lắc điện thoại, hơi thở của anh Trần tự dưng trở nên nặng nề. Có ai không? Tiếng anh Trần từ đầu dây bên kia nói. Không ai trả lời anh ta. Anh Trần mỏ mẫm muốn bật đèn. Sau đó anh Trần kêu lên một tiếng, cả người phập phồng lo lắng. Hơi thở của anh ấy càng lúc càng nhanh. Tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng của anh ấy trên màn hình. Mặc dù tôi biết anh ấy không thể nghe thấy, nhưng tôi vẫn hét lên, mau chạy đi. Anh Trần, Trần ca thở hổn hển nói, vừa rồi muốn đi bật công tắc. Kết quả là anh chạm phải một bàn tay. Nghe được anh Trần kể, tôi cảm thấy rợn cả tóc gáy. Trong một khoảnh khắc đầu tôi xuất hiện hình ảnh đó. Anh Trần đưa tay muốn bật đèn. Kết quả là trên công tắc thò ra một bàn tay lạnh ngắt. Anh ấy lớn mật nên mới không chạy đi. Anh lại đưa tay bật đèn lên. Lần này đèn đã sáng, tôi cũng thấy rõ rồi. Trên ghế sofa có một người. Một người đàn ông, nhưng không phải là người đàn ông bị băng bó đó, mà là một người đàn ông dáng người nhỏ gầy. Đầu của người đàn ông cúi thấp, ngồi trên ghế sofa mà không nói một lời nào. Anh Trần nghi ngờ bước đến, vỗ vai người đàn ông hỏi, người anh em, xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng ngay sau đó, cảnh khiến tôi cảm thấy rùng rợn nhất đã xảy ra. Đầu của người đàn ông từ trên cổ rơi thẳng xuống sàn nhà. Nó không phải là đầu nguyên vẹn, mà là đầu đã bị cắt từ lâu. Sau đó lại tự động nhảy lên cổ. Anh Trần sợ đến cứng cả người, tay tôi cũng run rẩy theo. Cuối cùng anh cũng nhận ra sự bất ổn, xách xét chạy vội về phía cánh cửa. Tôi nhận thấy anh còn cầm một con dao gọt trái cây. Nhưng anh còn chưa kịp chạy đến cửa thì cửa tự đóng lại rồi. Anh Trần điên cuồng vặn tay nắm cửa, cửa này không mở được. Đột nhiên cuộc gọi bị mất kết nối. Tôi bịt miệng lại, sợ đến sắp kêu thành tiếng. Bố mẹ tôi đứng bên cạnh nhìn, sắc mặt cũng chẳng tốt hơn tôi là mấy. Bố tôi mặt tái mét đột nhiên mở miệng nói, bố nhớ là cửa nhà bên cạnh là đổi khóa mới, là loại có mật khẩu. Cửa thông minh có thể kết nối với điện thoại, nếu có ai đó điều khiển trên điện thoại, cửa có thể tự động đóng mở. Tôi bắt đầu rợn tóc gáy, có kẻ sát nhân, hiện giờ xác vẫn đang bị giấu trong nhà 802. Mọi thứ dần rõ ràng, rất có thể người đàn ông cuốn băng không phải là chủ 802. Người bị cắt cổ ngồi trên ghế sofa mới thực sự là chủ 802. Tên quái nhân đó đã hại chủ nhà 802, lại uy hiếp bà chủ đến chỗ tôi cầu cứu, muốn lừa chúng tôi mở cửa. Nhưng làm sao gã này lại có chìa khóa của 802? Tôi không kịp nghĩ. Hiện tại, sự an toàn của anh Trần mới là quan trọng nhất. Tôi và bố tôi nhìn nhau, trong đầu liền nảy ra cùng một suy nghĩ. Chúng ta phải mở cửa cứu người. Anh Trần là một người tốt, mặc dù hơi ngu ngốc, nhưng nếu chúng ta thấy chết không cứu, trong lòng cả đời sẽ không yên. Bố tôi vào nhà bếp cầm một con dao chặt thịt. Tôi cầm cây gậy đánh đánh gôn lên, mở cửa và đi ra ngoài. Tôi và bố tôi đứng ở trước cửa 802. Nói không sợ là thịt là nói dối, nhưng cảnh sát vẫn chưa đến. Chỉ có chúng tôi mới cứu được anh Trần. Tôi thử mở cửa ra. Ngạc nhiên là tôi đẩy được cửa rất dễ dàng, giống như người bên trong đang chờ chúng tôi tới. Chân tôi run lên vì sợ. Bố tôi hạ giọng nói, con gái, con đi theo sau bố, nếu có gì không ổn thì nhanh chân chạy đi, mẹ con luôn chờ để mở cửa cho con. Lý do bố tôi cho tôi đi theo là do bình thường thể lực tôi khá tốt. Tôi là đai đen taekwondo của đội võ taekwondo của trường. Bình thường cũng thường xuyên rèn luyện thể lực. Đối phó với một người đàn ông bình thường không phải là vấn đề. Bố tôi bước vào 802 trước, tôi đi theo sau. Nhà 802 giờ lại đột nhiên tối đen như mực. Anh Trần bật đèn lại bị ai đó tắt. Tôi mở mẫm công tắc, bật công tắc lên, đèn lại sáng lại. Căn phòng cuối cùng cũng sáng trở lại. Nhưng tôi nhìn thấy cảnh trước mắt, họng tôi cứng lại.
Trên tường đầy những vết xước. Những vết xước đó giống như vết ai đó cố gắng bám vào tường. Sợ bị kéo đi vậy, tôi còn phát hiện có mấy móng tay rơi xuống sàn nhà. Một luồng hơi lạnh ập vào sau gáy tôi. Tôi gọi tên anh Trần một tiếng. Không ai trả lời. Ngay cả xác người đàn ông trên ghế sofa cũng không thấy. Chỉ còn lại là một vết máu đỏ thẫm trên ghế sofa. Bố tôi đột nhiên quay qua nhìn tôi. Tôi thấy một căn phòng, cửa được mở ra một nửa. Một ánh sáng vàng từ căn phòng từ từ chiếu qua cánh cửa đó. Một sức mạnh kỳ lạ. Đột nhiên tôi thấy một cái đầu chui ra từ sau cánh cửa. Tôi sắp hét lên. Thì ra là anh Trần. Anh Trần cũng không nói gì. Nhìn thẳng vào tôi, vẫy vẫy tay với chúng tôi. Tôi và bố nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ. Anh Trần ổn chứ? Anh Trần lắc đầu, nhưng vẫn không nói gì, chỉ vẫy tay với chúng tôi. Bố tôi vừa bước lên, cả người tôi đổ mồ hôi lạnh ngăn bố tôi lại. Không đúng, động tác vẫy tay của anh Trần quá cứng. Vẫy tay liên tục, như bị ai đó điều khiển đằng sau. Và trên mặt anh ấy cũng không có biểu cảm gì. Ngay cả mắt cũng không chớp lấy một lần. Bố, mau chạy đi. Tôi nắm lấy tay bố và chạy nhanh ra ngoài. Ngay khi cánh cửa sắp đóng lại, tôi thành công kéo bố tôi ra khỏi đó. Rất nhanh sau đó, tôi và bố ngã xuống sàn. Nhưng tôi không dám chậm trễ, trực tiếp kêu mẹ tôi mở cửa. Mẹ tôi phản ứng cũng rất nhanh. Cửa vừa mở, tôi và bố tôi đã chạy vào. Ngay khi cánh cửa sắp được đóng lại, một cánh tay dài với bàn tay màu trắng tái nhợt như tro. Cánh tay đó còn dài hơn người bình thường. Chính là gã quái vật cuốn băng trên mặt. Tôi hét lên đóng cửa lại. Mẹ tôi dùng sức đóng cánh cửa lại. Cánh tay đó mới chịu rút lại. Cửa đóng rồi, tôi thở hổn hển, tim đập điên hồi. Sự việc vừa rồi ở 802 khiến tôi vẫn còn bị sốc. Bố tôi cũng rất sợ, nhưng bố vẫn hỏi tôi, ban nãy có điều gì không ổn vậy? Tại sao vừa nãy chúng ta không đưa anh chàng họ Trần ra khỏi đó? Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, bình tĩnh lại, rồi mới nói, bố có biết anh Trần không phải là một người ít nói không? Hơn nữa động tác vẫy tay của anh ấy quá cứng nhắc. Tần số vẫy cũng đều, từ đầu đến cuối anh ta đều không chớp mắt. Con nghi ngờ anh Trần đã chết rồi. Lúc nãy chắc chắn là một người trốn sau bức tường. Cầm đầu và tay anh Trần vẫy tay với chúng ta. Khi tôi nói điều này, bố tôi mới nhận ra. Cảm giác ớn lạnh ập đến, tiếng gió u thổi bên ngoài. Nghe như tiếng khóc ai oán của phụ nữ. Đã nửa tiếng rồi, sao cảnh sát vẫn chưa đến? Nhưng tôi vừa nghĩ xong thì nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài hành lang. Sau đó tiếng gõ cửa vang lên. Có một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đứng trước cửa. Xin chào, cô Trần phải không? Chúng tôi nhận được cuộc gọi, nên đến xem. Xin vui lòng mở cửa cho tôi. Tôi đưa tay ra mở cửa, nhưng đột nhiên lại sững lại. Kỳ lạ, khi gọi cảnh sát, tôi chỉ nói địa chỉ, chứ không hề nói số nhà. Tôi không nói. Làm sao cảnh sát tìm thấy nhà tôi? Sau lưng tôi toát mồ hôi lạnh, cảm giác tên cảnh sát cũng có gì đó không ổn. Thấy tôi không phản ứng gì, tên cảnh sát lại đưa ra chứng minh xác của mình. Trên thẻ cảnh sát có ghi tên anh ta là Lý Lượng. Tôi đã nhìn tấm ảnh trên giấy chứng minh, đúng là anh ta. Tôi có định vị điện thoại. Tôi gạt bỏ một chút nghi ngờ, mở cửa cho Lý Lượng. Lý Lượng là một cảnh sát trẻ. Anh ấy rất lịch sự, cởi giày mới vào nhà. Tôi nhìn chằm chằm đôi giày của anh ta, cứ cảm thấy hơi lạ. Còn lạ chỗ nào, tôi cũng không rõ. Gặp được cảnh sát, bố mẹ tôi như nhìn thấy vị cứu tinh vậy. Tôi còn chưa kịp nói, bố tôi đã kể hết mọi chuyện với cảnh sát. Ý anh là nhà bên đã xảy ra án mạng phải không? Lý Lượng nghe chúng tôi kể xong, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Tôi gật đầu, Lý Lượng hít sâu một hơi. Tôi thấy anh ta có một khẩu súng ở thắt lưng. Thấy hắn có súng, tôi lập tức yên tâm hơn nhiều. Lý Lượng bảo chúng tôi ở yên đây, đóng cửa sổ lại. Anh ấy đi xem nhà bên. Mẹ tôi vẻ mặt rất lo lắng bảo anh cảnh sát, cậu phải cẩn thận nhé. Lý Lượng quay lại mỉm cười với chúng tôi. Yên tâm, tôi đã bắt tù nhân nhiều lần rồi. Tôi nhìn vào Lý Lượng, so với gã kỳ lạ đó, cơ thể gầy và yếu hơn nhiều. Tôi cũng bắt đầu lo lắng. Gã quái vật băng bó mặt đó thật sự rất kỳ lạ. Trông có vẻ không giống như một người sống. Nhưng tôi lại cảm thấy trong lòng cứ là lạ. Như thể có một chi tiết rất quan trọng bị tôi bỏ qua, nhưng nó là gì? Thì tôi không thể nào nhớ ra được. Lý Lượng đã mở cửa đi ra ngoài. Một luồng gió lạnh ập đến phía sau lưng tôi. Cửa ban công đã bị mở ra một khe hở. Mẹ tôi quay đầu nhìn với đầy vẻ nghi ngờ nói, kỳ lạ, cửa ban công mở lúc nào vậy? Ông già, ông không đóng cửa trước khi ngủ à? Bố tôi nói, tôi đóng rồi, hôm nay trời mưa to. Sao tôi lại không đóng cửa ban công được? Đóng rồi sao bây giờ nó lại mở ra? Rèm cửa cũng không được kéo kỹ. Ông già rồi nên hồ đồ à? Mẹ tôi nói xong liền đóng cửa ban công lại. Nhất thời, tôi cũng không để ý. Cảnh sát dù đã đến đây, cũng không làm tôi hết lo lắng. Ngược lại càng lúc càng lo hơn. Nhà bên vang lên tiếng mở cửa. Lý Lượng hẳn là đã vào rồi. Tôi căng óc lắng nghe tiếng động bên ngoài kia. Không có tiếng đánh nhau. Yên lặng đến đáng sợ. 15 phút rồi, Lý Lượng vẫn chưa ra khỏi nhà bên. Tôi vô cùng lo lắng. Bắt đầu nghĩ, tên cảnh sát có phải cũng bị hại rồi không? Dù sao tên quái nhân đó nhìn có vẻ rất kỳ quái. Tôi lo lắng đến nỗi không ngồi yên một chỗ được. Đi đi lại lại trong phòng khách. Ngoài cửa sổ vẫn mưa to.
Tôi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, đột nhiên giật mình. Môi tôi run lên. Chi tiết mà tôi đã bỏ qua, nó vừa xuất hiện trong đầu tôi. Là Lý Lượng, trên người Lý Lượng quá sạch sẽ. Ngay cả khi hắn đứng trước cổng chung cư, vào đến sảnh, ít nhất cũng phải đi qua một hành lang ngoài trời. Nhưng vừa rồi khi Lý Lượng cởi giày, giày của anh ta, cho dù anh ta có mang dù thì đế giày ít nhất cũng ướt. Nhưng đế giày anh ta rất khô. Anh ta không đến từ bên ngoài. Anh ta luôn ở trong chung cư. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai. Trước đó tôi đã gọi cảnh sát. Cảnh sát trả lời. Vị cảnh sát giọng đầy vẻ tội lỗi nói với tôi: "Cô Trần, thật sự xin lỗi. Cảnh sát chúng tôi cử đến bị tai nạn trên đường đi. Bây giờ đã được đưa đến bệnh viện. Chúng tôi đã cử hai viên cảnh sát khác đến đó. 20 phút nữa sẽ đến nơi." Đầu tôi choáng váng, tôi hoang mang, tôi không còn nghe rõ tiếng cảnh sát nữa. Vậy Lý Lượng căn bản không phải cảnh sát, hắn giả làm cảnh sát gõ cửa nhà tôi. Mục đích là gì? Giờ hắn đã vào nhà bên rồi, vẫn chưa ra. Tiếng nước mưa đập vào cửa sổ rất chói tai. Đập vào mắt tôi là chiếc tủ quần áo. Chúng tôi chuyển cái tủ quần áo này từ ngôi nhà cũ. Tôi muốn vứt đi, nhưng mẹ tôi không muốn, vì tủ quần áo quá lớn, không thích hợp để trong phòng, nên được đặt trong phòng khách. Bình thường dùng để đựng một số quần áo không mặc đến. Tôi là người kỹ tính, tất cả những chiếc tủ trong nhà phải được đóng kỹ. Bình thường dù có chút khe hở, tôi cũng sẽ đóng kỹ lại. Trước khi ngủ tôi cũng phải kiểm tra lại. Bây giờ cửa tủ quần áo lại đang mở, có một khe hở đã mở ra. Qua khe hở có lộ ra một chiếc áo màu vàng. Nhìn màu sắc của quần áo giống như màu áo của tên quái nhân kia. Tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi. "Bố ơi!" Giọng tôi run run không thành tiếng. "Bố có quần áo màu vàng không?" Bố tôi vẻ mặt khó hiểu. "Con cũng biết mà, bố không bao giờ mặc đồ màu vàng." Trong đầu óc tôi lúc này chỉ xuất hiện một chữ chạy. Một tiếng két kêu lên, một tiếng nghiến răng khiến người ta dùng mình phát ra từ tủ quần áo. Cửa tủ bị cái gì đó bên trong đẩy ra. Chúng tôi ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía cửa. Tôi mở cửa, một biểu cảm khiến tôi phải đóng cánh cửa lại. Đó là Lý Lượng. Anh ta mỉm cười nhìn chúng tôi, một nụ cười quái lạ. Còn tên quái nhân khổng lồ đó từ từ đi ra khỏi tủ quần áo. Trong tay hắn đang cầm là một cái rìu khổng lồ. Trên rìu vẫn còn vết máu nhỏ từng giọt xuống. Đôi mắt lạnh lùng ác độc đến đáng sợ đó nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV. Bấm cái chuông để đón chờ tập mới.